Chiều 15 tháng 11, ông Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân ở xã Bình Tiến đã nỗ lực cứu sống hai người bị đất đá sạt lở vùi lấp. Trưa cùng ngày, do mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ một quả đồi sạt xuống căn nhà của ông Trần Đình Minh, 51 tuổi, trú thôn Đông Hòa, xã Bình Tiến. Vụ sạt lở khiến một lượng đất đá lớn tràn vào căn nhà của ông Minh. Lúc này, ông Minh cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thủy Tiên đang ở trong nhà và bị một lượng lớn đất đá vùi lấp. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, công an xã cùng người dân ở đây đã chạy đến hiện trường tìm cách cứu lấy hai người bị nạn. Lượng đất đá lớn, nhão nhoẹt do mưa to nhiều ngày khiến việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi tính toán kỹ, mọi người đã quyết định dùng búa đập một bức tường nhà ông Minh để cứu hai người bị nạn ra ngoài. Việc đập tường cũng được tính toán hết sức cẩn thận bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến người đang bị vùi lấp bị thương. Sau hơn một giờ giải cứu, ông Minh và bà Tiên đã được đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của hai người đã ổn định. Cũng trong sáng 15 tháng 11, nhiều người dân ở vùng thấp trũng bị ngập lụt được lực lượng công an thành phố Huế cứu hộ, đưa đến nơi an toàn. Như trường hợp của chị Huỳnh Thị Lý, trú tại đường hẻm Phan Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế, đang mang thai nhưng bị nước lũ bủa vây tứ phía từ trong nhà ra đến đường hẻm, có nhiều đoạn nước ngập sâu đến 1,5 mét. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, lực lượng công an phường An Cựu đã lội lũ đến nhà chị Lý để đưa thai phụ này cùng hai con nhỏ ra khỏi vùng lũ, đến nơi an toàn. Trong sáng 15 tháng 11, công an phường An Cựu đã vượt lũ, ứng cứu 19 trường hợp ra khỏi vùng ngập lụt sâu. Trong đó, có 3 trẻ em, 3 người già neo đơn, 2 phụ nữ mang thai và 11 sinh viên nữ ở ngoại tỉnh đang thuê trọ học tại Huế.